với năm tháng thì chúng đã làm được những gì ở trên bức tranh đĩa hoa mẫu đơn này. Chia sẻ thực với các bạn đó là trong vòng 5 tháng ấy, thì với một người chơi người ta không có quan tâm gì về thời gian. Thì thậm chí bác khách ở ngoài Hà Nội còn yêu cầu chúng tôi đấy là cứ làm thoải mái, làm thật là đẹp, bao giờ xong thì thôi. Thế còn lại thì ở trong xưởng ấy, thì chúng ta cũng đã biết đó là sẽ phải có rất nhiều những cái sản phẩm khác gối đầu vào với nhau. Chính vì như thế cho nên là 5 tháng thì chúng tôi còn làm thêm cả những sản phẩm khác. Nhưng đặc biệt là trên bức tranh này thì chúng tôi đã làm được những cái kết cấu. Ví dụ như là nhìn vào trung tâm chính thì đây là những cái bông hoa mẫu đơn được chúng tôi đục chạm ở trên phôi gỗ hương dày 10 cm. Cái nền thì chúng tôi đang để lại là 3 cm và sẽ đục kênh lên là 7 cm, với các cái đường nét về cỏ, về các cái lá, có các cái lớp chồng lên nhau. Và những cái lớp này thì chúng tôi phải mất nhiều thời gian để không những đục được các cái chi tiết ở bên dưới mà sau đó chúng tôi còn phải cạo nạo giấy ráp, và bây giờ là chuẩn bị đến cái phần là đánh cái si sáp để nó tạo ra một cái lớp độ phủ và bảo vệ được cái mặt tranh. Và ngay cái khuôn viền ở bên ngoài thì nó là cái lớp hoa văn này, và ở ngoài cùng đây chúng tôi lại đục thêm một cái bức tranh khác mà tôi thường gọi nôm na đó là trong một bức tranh lại có thêm một bức tranh khác. Thì ở bên ngoài đây là chúng tôi đục những cái rong rêu với những cái con cá đang bơi lội ở bên ngoài, nó tạo lên một cái bức tranh ôm cái bông hoa mẫu đơn ở bên ngoài. Chính vì như thế cho nên là tháng này qua tháng khác thì chúng tôi phải trau chuốt từng cái đường nét để làm cho bức tranh nó thật là đẹp và đúng với ý của khách hàng. Theo bạn thì với một bức tranh hoa mẫu đơn được làm bằng gỗ hương Lào thì sẽ có mức giá là bao nhiêu? Hãy cùng chia sẻ nhé.